Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Lào. Đây là trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên của vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 32. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội tuyển U22 Việt Nam sẽ là những người được đánh giá cửa trên ở lần đối đầu này và sẽ chấp U22 Lào với mức kèo là 2,5, mức kèo phải tăng 2,75 và hạ xuống còn 2,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,5, 3,75 và 3,25 tùy theo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Sâu Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của lần đối đầu này nha. Ở cấp độ đội tuyển U22 trước đây thì U22 Việt Nam và U22 Lào cũng đã có khá là nhiều lần gặp nhau. Và 5 lần gặp nhau gần nhất thì U22 Việt Nam đều giành chiến thắng trước U22 Lào. 5 trận thi đấu gần nhất của U22 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên mới Truce, 5 lượt trận giao hữu gần đây thì U22 Việt Nam đều để thua cả 5 trận. 5 trận thi đấu gần nhất của U22 Lào thì U22 Lào thắng 1, hòa 1 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với cái mức kèo thế này thì mặc dù là kèo chấp nó cũng hơi cao, tuy nhiên thì theo nhận định của mình thì mình vẫn đặt niềm tin vào U22 Việt Nam chấp 2,5. Vì sao? Thứ nhất là nếu mà xét về thể lực, đẳng cấp và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì mặc dù đã mất phong độ, tuy nhiên thì U22 Việt Nam vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn U22 Lào về mọi mặt. Thứ hai thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu thì mặc dù là phong độ của U22 Việt Nam năm lượt trận gần đây thì toàn thua, tuy nhiên thì do lúc đó U22 Việt Nam chưa có được đội hình tốt nhất cũng như là phải chạm trán với những đội bóng trên cơ. Tuy nhiên thì ở lượt trận này U22 Việt Nam cũng đã có được đội hình tốt hơn rồi. Và lượt trận đầu tiên mà gặp một đối thủ cũng không quá mạnh là U22 Lào, và đối thủ rất ưa thích đối với Việt Nam, thì đây sẽ là cái cơ hội để cho thầy trò huấn luyện viên Truce có được chiến thắng đầu tay. Với cái mức kèo thế này cộng với những cầu thủ trẻ đang khát khao ghi bàn và lượt đầu ra quân nữa thì mình nghĩ là U22 Việt Nam sẽ vượt qua được U22 Lào với cách biệt là từ 3 bàn trở lên. Trong trận đấu này mà đầu tư tưởng mình ưu tiên đi của U22 Việt Nam chắc nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,5, 3,75 và 3 trái. Thì do U22 Việt Nam cũng đang rất là khát khao chiến thắng cũng như là các cầu thủ trẻ thì cũng rất quyết tâm ghi bàn để có thể là lấy được sự tự tin, thì mình nghĩ trận đấu này U22 Việt Nam họ sẽ có được chiến thắng đậm trước U22 Lào với cách biệt là từ 4 hoặc 5 bàn trở lên. Trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ở thì ưu tiên đi cửa tài ở trận đấu này nha. Có thể là U22 Lào thực lực cũng đã cải thiện đáng kể ở những năm vừa qua rồi, tuy nhiên thì Lào chỉ thi đấu được hiệp 1 có thể là khá hay mà thôi, còn hiệp 2 thì Lào họ thường bị đuối sức, thì đó sẽ là cái cơ hội để cho U22 Việt Nam có thể là khai thác được. Và mình nghĩ là trận đấu này U22 Việt Nam sẽ được chiến thắng đầu tay ngay lượt trận ra quân của vòng bảng môn bóng đá nam này. Thì bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi của U22 Việt Nam chấp và đá tài nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp một trái và tài xỉu là 1,75. Đối hiệp 1 với sự lực nhỉnh hơn và cộng với sự khát khao chiến thắng thì U22 Việt Nam họ sẽ có hai bàn dẫn trước. Thì mong các bạn chọn của Việt Nam chắc nha. An toàn hơn thì các bạn hãy là đợi kèo chấp hạ dưới 1 ở hiệp 1 thì vào và đá tài 1,75 hiệp 1 hoặc là đợi tài 2,5 thì vào. Tới bàn trận đấu chốt kèo là chọn của U22 Việt Nam và đá tài ở hiệp 1 cũng vậy. Cái này là cái phần dự định riêng của mình về trận đấu này. Anh em nào có ý kiến khác comment bên dưới nha. Chúc anh em may mắn.